Xin chào các bạn. Ở các cái video trước thì mình đã chia sẻ về các cái cách thức để mà các bạn có thể là tiết kiệm được, rồi làm thế nào mà để tiết kiệm được từ tiền uống cà phê này, từ tiền ăn trưa này, đó. Thì những cái cách mà mình đã chia sẻ thì sẽ giúp cho mình đã tiết kiệm được khá là nhiều tiền đó. Và để mà thực hiện là tiết kiệm được đó, thì ngoài cái việc là tư duy của mình đã thay đổi này đấy, rồi cái cách thức mà mình sẽ làm thế nào để tiết kiệm này, thì bây giờ phải có những cái công cụ đấy. Thì cái công cụ để hỗ trợ cho bạn tiết kiệm ở đây là gì đó, thì với cái công nghệ 4.0 thì hiện tại thì bây giờ mình thấy là có khá nhiều các cái công cụ đấy trên thị trường, đặc biệt là các cái app của ngân hàng này, đấy, các cái app của các cái tổ chức tài chính này. Đấy, rồi một số cái công ty fintech cũng đưa ra những cái app mà để cho các bạn có thể là tiết kiệm. Mà mình nói ở đây là gì? Tiết kiệm cho bạn ở dạng là không kỳ hạn được. Đó, không kỳ hạn nhé. Đó. Thế thì hôm nay mình sẽ chia sẻ có ba cái ứng dụng tiết kiệm tiền mà bạn sẽ sử dụng một cách là thuận tiện nhất này. Đầu tiên là thuận tiện, tự động. Đấy. Thứ hai nữa là nó rất là hiệu quả. Ở cái hiệu quả ở đây là gì? Hiệu quả ở mặt lãi suất, đấy, lợi nhuận đó. Thế thì thứ ba nữa là gì? Là mức độ an toàn, an toàn rất là cao. Thế thì ba cái ứng dụng đấy là gì? Ứng dụng đầu tiên mà mình muốn nói đến đấy chính là ứng dụng TC Invest. Đây là một cái ứng dụng của công ty chứng khoán Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam, một trong những công ty chứng khoán quy mô lớn hàng đầu ở trên thị trường Việt Nam. Đấy, thì ứng dụng này bạn sẽ thực hiện tiết kiệm như thế nào? Bạn sẽ bỏ tiền vào cái quỹ gọi là quỹ Flexbocast TCFF. Đấy, thì quỹ này có cái mức là lợi nhuận không kỳ hạn đấy là khoảng bình quân 6% một năm. Đấy, 6% một năm. Và bạn có thể rút tiền không mất phí đấy, bất kỳ khi nào. Đó, thì chỉ có một cái khoản thuế nhỏ là 0.1% thôi. Thế thì có một cái ưu điểm rất là hay là đấy, bạn có thể nhìn thấy là không kỳ hạn mà bạn được tận 6% một năm, trong khi là bạn gửi tiết kiệm ngân hàng chỉ được 0.2-0.3% một năm, đúng không ạ? Thì cái mức lợi nhuận sinh ra rất hiệu quả. Và công ty chứng khoán thì họ cam kết đấy, họ cam kết mua lại cho bạn bất kỳ thời điểm nào. Đấy. Ngày hôm trước bạn muốn bán thì ngày hôm sau bạn sẽ có tiền trên tài khoản. Đấy, thì chỉ trong mất một ngày là bạn có thể lấy được tiền ra. Đó, rất là dễ mà việc thực hiện thì bạn có thể thực hiện ngay. Đấy, thực hiện ngay ở trên ứng dụng thôi. Đấy, hoặc là bạn có thể là đăng ký tự động, tức là hàng tháng vào cái ngày cụ thể, ví dụ như ngày nhận lương chẳng hạn, là bạn có thể trích ra luôn. Đấy, số tiền là 1 triệu đấy, để bạn trích ra được luôn. Thế thì cách thức mà đăng ký mình thấy cũng khá là thuận tiện đấy. Tức là đăng ký là bạn có thể là gì? Đăng ký online, đăng ký bất kỳ ở đâu cũng được. Đấy. Thế thì cái việc đăng ký online này sẽ làm cho bạn đỡ phải mất công thủ tục đi đến công ty chứng khoán hay đến ngân hàng Techcombank để đăng ký. Nó thuận tiện đến mức như vậy, và mình chẳng cần phải thực hiện các thao tác gì. Và trong cái trang web tiền của tôi.vn hoặc là trang ibon.vn thì mình có chia sẻ rất nhiều các bài viết đấy về cái app TC Invest của Techcom Security. Đấy, mình có đánh giá, mình có trải nghiệm, mình có phân tích khá là nhiều. Thì các bạn có thể vào đấy thêm, các bạn có thể tìm hiểu thêm về cái ứng dụng này, đấy, về cái trải nghiệm hãy liên quan đến ứng dụng này. Đấy, thì gửi tiết kiệm bằng quỹ TCNF chỉ là một phần thôi. Đấy, một phần trong đó thôi. Ngoài ra khi mà bạn đã tiết kiệm được tích lũy đủ số tiền rồi thì bạn có thể là thực hiện là gì? Đầu tư luôn. Đấy, đầu tư luôn từ quỹ TCNF sang là trái phiếu này, đấy, sang cổ phiếu này hoặc các chỉ quỹ khác, quỹ cổ phiếu, quỹ trái phiếu vân vân. Đấy, thì cái việc mà nó thực hiện ngay trên ứng dụng sẽ tạo cho bạn một cái sự thuận tiện hơn nữa. Đấy. Thì có một cái vấn đề mà các bạn sẽ quan tâm là ở công ty chứng khoán tiền của tôi thì ở ngân hàng, nhưng mà
công ty chứng khoán thì làm sao mà kết nối cái số tiền này hai với nhau được. Thế thì ở đây có một cái thực hiện rất là hay, đó là công ty chứng khoán họ kết nối với ngân hàng Techcombank. Đấy, kết nối tự động luôn. Đấy, bạn chỉ cần ấn cái nút kết nối tài khoản. Đấy, thì tiền của bạn sẽ tự động chạy từ tiền của bạn sẽ tự động chạy từ cái tài khoản mà của công ty của ngân hàng Techcombank sang chứng khoán, hoặc là khi bạn rút tiền ra thì tiền sẽ tự động chảy từ công ty chứng khoán sang ngân hàng. Đây là một trong những cái mà ưu điểm và là thuận lợi nhất mà mình thấy được cái khi mà tham gia đầu tư tại công ty chứng khoán Techcom Security. Đó. Thế thì mình có minh họa, minh họa rất là kỹ trong các cái bài viết. Đó. Cái ứng dụng thứ hai, ứng dụng thứ hai mà mình muốn chia sẻ với các bạn đây là ứng dụng FinHay. FinHay là một cái công ty fintech, fintech cũng khá là mới ở Việt Nam, từ năm 2017 thôi. Tuy nhiên ứng dụng này dành cho giới trẻ, các bạn trẻ và có mong muốn tiết kiệm, tiết kiệm tiền, tiết kiệm một từ một cái số tiền rất là nhỏ, từ 50.000 đồng. 50.000 đồng là bạn là có thể thực hiện tiết kiệm được từ FinHay rồi. Thế thì cái ứng dụng này thì bạn cũng có thể đăng ký tài khoản rất là online thôi, chỉ cần tải app và đăng ký thôi, hoặc là bạn có thể click vào cái link ở dưới mình có chia sẻ ở cái phần comment. Đấy, thì bạn có thể tải app này được để mà có thể đăng ký, hoặc là bạn có thể là truy cập vào trang finhay.com.vn để mà có thể là đăng ký tài khoản ở trên đó. Thế thì cái ứng dụng này nó có một cái ưu điểm là gì? Ưu điểm của cái ứng dụng này đó chính là bạn có thể là gửi tiền tiết kiệm vào đó bất kỳ khi nào. Đấy. Mà với số tiền rất là nhỏ, từ 50.000 đồng. Và FinHay thì họ cũng có liên kết với một số ngân hàng, ví dụ như là BIDV hay là Vietcetera Bank ấy, hay Sacombank, để mà cho ra một cái sản phẩm gọi là tiết kiệm. Đấy. Tiết kiệm mà thực tế ra là FinHay họ mua trước. Đấy, họ mua buôn các chứng chỉ tiền gửi đó, xong họ sẽ bán lẻ lại cho các bạn. Họ bán lẻ 50.000 đến 50.000 cho các bạn, và các bạn có thể là đầu tư vào đó, có thể là tiết kiệm vào đó. Hàng ngày các bạn có tiền các bạn cứ gửi vào đó, gửi vào cái sổ đấy, và với cái lãi suất là gì, khoảng 0.5 đến 7%. Đây là không kỳ hạn. Nhược điểm của cái ứng dụng này đó chính là bạn khi bạn rút tiền đấy, thì cái việc bạn rút tiền nó rơi vào khoảng độ từ 7 đến 10 ngày thì bạn mới rút được tiền. Nó thật là nếu mà mình mà người cần tiền mà mình rút như thế thì quá chậm đấy, mà mình cái tiền của mình nó sẽ bị không được hưởng lại trong khoảng thời gian đấy, thì tính ra là nó cũng sẽ không được bao nhiêu. Ví dụ như bạn gửi được bạn để vào 10 ngày, sau bạn rút ra thì bạn lại mất 10 ngày nữa thì bạn có cái lãi. Thì vô hình chung là bạn sẽ có khoảng độ 20 ngày đấy, tức là 20 ngày đấy mà bạn nếu mà tính là 6.5 thì tính ra thực tế là không được 6.5, đúng không ạ? Đấy, thì bạn sẽ được chiếm một nửa thôi, bởi vì mất khoảng độ 7 đến 10 ngày là bạn rút tiền rồi, tiền treo rồi. Đó. Thế thì ứng dụng này cũng nói chung là tính thời điểm hiện tại thì mình cũng có sử dụng vài lần, mình có trải nghiệm. Tuy nhiên thì do tính linh hoạt về vật rút tiền là mình cũng hạn chế để đó. Cái việc mà tiết kiệm này thì bạn có một cái hay là mình thấy là không được mất thuế, thì cũng đấy là cũng một cái điểm rất là sáng trong cái việc là khi mà mình tiết kiệm đó. Một cái ứng dụng thứ ba đây là một cái ứng dụng của ngân hàng quân đội, cái app MBank của ngân hàng quân đội. Đây cũng là một cái app mà mình đánh giá là khá là hay. Bạn cũng có thể mở cái app này hoàn toàn online, 100% online luôn, không phải đến ngân hàng để mở. Đó, mở online và hãy click vào cái link ở bên dưới mình có để ở phần bình luận ý, là có tải app từ App Store hoặc là MBank là bạn có thể tải được luôn, và các bạn có thể là sử dụng cái app này để thực hiện một cái mục tiêu rất là quan trọng, đó là mục tiêu tiết kiệm. Thì MBank họ cũng cho ra một cái sản phẩm gọi là sản phẩm tiết kiệm số. Đấy, tiết kiệm số thì có hai hình thức, là một là tiết kiệm tích lũy, hai là gì, hai là tiết kiệm một là sản phẩm tiết kiệm cuối kỳ, hai là sản phẩm tiết kiệm tích lũy. Đấy, thế thì mình hay sử dụng là sản phẩm tiết kiệm tích lũy, bởi vì là mình có thể bỏ từ 50.000 thôi, 50.000 là bạn có thể bỏ được vào rồi.
là cứ tiết kiệm được, cứ có đồng nào thừa trên tài khoản là mình cứ bỏ vào cái sổ đấy, lúc nào tài khoản mình trắng trơn đấy, và mình cứ cho vào cái sổ đấy. Cái mức lãi của cái sổ đấy thì nó sẽ theo một tuần hoặc là 2 tuần, 3 tuần, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, đấy, hay 12 tháng, đấy là cái sổ tiết kiệm tích lũy. Và cái mức lãi suất mà cao nhất đấy thì là rơi vào khoảng độ 4.21%, đúng không? Đấy, mình nhớ bằng máng như thế đó. Thế thì theo tuần thì nó cũng khá thấp thôi đấy, theo tuần chỉ khoảng không chấm mấy thôi, thì không chấm mấy phần trăm một năm ấy đấy. Thì nói chung là cái ứng dụng ngân hàng thì về mặt lợi nhuận thì là thấp, nhưng mà về mặt 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 thuận tiện, nếu mà bạn nào có tài khoản quân đội thì quá tiện rồi, thì các bạn có thể là dùng và tiết kiệm ngay trên cái ứng dụng này, các bạn có thể chuyển sang ngay tài khoản tiết kiệm đó để mà tiết kiệm. Thì trên đây là mình vừa chia sẻ ba cái ứng dụng TC Invest của Techcom Security, FinHai của công ty cổ phần FinHai, app MVBank của ngân hàng quân đội. Đấy là ba cái ứng dụng điển hình cho ba cái tổ chức khác nhau: ngân hàng, công ty fintech hoặc là công ty chứng khoán. Đấy là ba cái đơn vị khác nhau để cho các bạn có thể là hình dung nhiều hơn nữa ở các khía cạnh, thay vì là không phải lúc nào cũng phải gửi tiết kiệm ngân hàng, mà các bạn có thể sang fintech, các bạn có thể sang đi chứng khoán để các bạn có thể đẩy tiền của các bạn vào đấy, mà cái mức sinh lời rất hiệu quả. Ở đây mình nhấn mạnh ở khía cạnh là gì? Không kỳ hạn đấy, không kỳ hạn nhưng mà rất là hiệu quả. Bạn có thể rút ra bất kỳ lúc nào đấy, dòng tiền của bạn có thể là bạn có thể dùng vào những cái cơ hội đấy, dùng những cơ hội mà đầu tư. Khi mà bạn đã tiết kiệm được rồi thì bạn sẽ có những, trong cuộc sống thì bạn sẽ có những cái cơ hội đầu tư, kênh đầu tư để bạn có thể sẵn sàng bạn chuyển những cái phần tiền tiết kiệm của bạn đi sang các cái kênh đầu tư đó để nhận được cái mức lãi suất cao hơn. Ví dụ đầu tư trái phiếu luôn này, hay đầu tư cổ phiếu này, hay là đầu tư cho vay ngân hàng này đấy, hoặc là đầu tư là copy trading của Etoro vân vân đấy. Thì khi mà bạn có được một số tiền rồi, 5 triệu, 10 triệu rồi, bắt đầu các bạn chuyển sang cái kênh đầu tư khác đấy, thì các bạn có thể là đầu tư đấy, sinh ra cái mức lợi nhuận cao hơn. Và cứ như vậy và các bạn cứ thực hiện liên tục hàng ngày đó, thì các bạn sẽ có được một cái những cái tài sản sinh lời cho mình, để mà có những cái dòng tiền thụ động cho bản thân mình đó. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều và rất mong được các bạn thực hiện là trao đổi, chia sẻ và comment trên cái video này của mình, hoặc là đăng ký follow kênh của mình để mà chúng ta sẽ tiếp tục có những cái trải nghiệm hay về tài chính cá nhân. Đấy, mình rất là hy vọng sẽ chia sẻ rất nhiều các cái trải nghiệm mà mình đã sử dụng, mình thấy hay, mình muốn chia sẻ lại cho mọi người để mọi người có cái nhìn rộng hơn đấy, và sẵn sàng có thể là giảm thiểu rủi ro cho các bạn khi mà lựa chọn các cái sản phẩm tài chính để các bạn có thể sử dụng. Đấy, xin chào các bạn.